Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng, và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi ông Viktor Orbán, thủ tướng của Hungary, ngay lập tức phải chấp thuận cái vai trò thành viên của Thụy Điển. Một nhóm gồm lưỡng đảng của các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã lên tiếng thúc giục Hungary là ngay lập tức xác nhận vai trò của Thụy Điển gia nhập vào Liên minh NATO, và nói rằng sự kiên nhẫn của các quốc gia ở Trung Âu là phải có cái sự gọi là giới hạn, và trong đó không nên delay, tức là không nên trì hoãn cái việc chấp thuận cho quốc gia vùng Baltic và vùng Bắc Cực này có thể gia nhập vào Liên minh NATO. Hungary là một trong quốc gia, những quốc gia duy nhất, xin lỗi quý vị, một trong 31 thành viên là quốc gia duy nhất đã chưa hậu thuẫn cho việc Thụy Điển gia nhập vào Liên minh NATO. Trong đó thì trong bản statement chung công bố vào ngày thứ Năm, thì thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ là Jen Psaki thuộc đảng Dân Chủ ở New Hampshire và Tom Tillis thuộc đảng Cộng Hòa ở tại North Carolina đã kêu gọi ông Viktor Orbán là phải xác nhận ngay cái tiến trình của Thụy Điển gia nhập vào Liên minh NATO, và nói rằng việc tiếp tục duy trì này sẽ gây tổn thương cho mối quan hệ của Budapest và các quốc gia đồng minh. Bất kể đã có hàng loạt các cái lời công khai tuyên bố, thì Hungary là quốc gia cuối cùng trong Liên minh NATO vẫn chưa xác nhận việc gia nhập của Thụy Điển vào Liên minh NATO, và sự kiên nhẫn này có giới hạn. Hungary phải hành động ngay lập tức để chúng ta có được một cái tiến trình mới. Đây được xem là một trong những cái áp lực mới nhất từ các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đối với Hungary. Hungary đã gia nhập vào Liên minh NATO và từ khi mà khối cộng sản sụp đổ, và ông Orbán được xem là một trong những nhân vật bảo thủ của Hungary, nắm quyền từ năm 2010 và cam kết rằng quốc gia này sẽ không phải là quốc gia sau cùng gọi là cam kết trong cái việc mà gia nhập thêm thành viên mới. Tuy nhiên thì trước đó Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã xác nhận, và bây giờ thì tới phiên Hungary. Đây được xem là một trong những cái áp lực mới nhất của các nhà lập pháp Hoa Kỳ đối với Hungary trong việc gia nhập vào Liên minh NATO của Thụy Điển. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một bản báo cáo mới nhất của ông Zelensky cho biết là Nga đã nhận hàng triệu các trái đạn pháo kích từ phía Bắc Hàn, trong khi Ukraine vẫn đang bị lúng túng trong vấn đề thiếu nguồn đạn dược. Bản tin mới nhất cho biết thì phía Ukraine nói rằng Nga đã nhận hàng triệu các trái đạn pháo kích từ Bắc Hàn trong lúc mà đang có cuộc giao tranh với họ. Trong khi đó thì ngay cả Ukraine vẫn đang bị kẹt và thiếu hụt cái nguồn đạn dược này từ các quốc gia đồng minh. Tổng thống Zelensky đã đưa ra bản statement vào ngày thứ Năm, giới tình báo xác nhận rằng Nga đã nhận được cả 1 triệu trái đạn pháo từ phía Bình Nhưỡng. Ông Zelensky đã cho biết như trên. Trong khi đó thì đáng tiếc là việc mà Âu Châu hỗ trợ cho phía của Ukraine đã không đáp ứng được và đã có sự trì hoãn. Đây là lời phát biểu của ông Zelensky đưa ra. Trong khi đó thì phía EU, tức là Liên hiệp Âu Châu, đã thất bại trong việc mà di chuyển 1 triệu cái đạn dược và pháo kích cho phía của Ukraine như lời cam kết vào năm ngoái, trong khi họ đang cố gắng tìm cách sản xuất. Người lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là ông Joseph Borrell cho biết vào ngày thứ Năm là EU đã chuyển khoảng 330.000 trái đạn pháo kích và các loại đạn khác cho Ukraine từ tháng 3 năm 2023 tới tháng Giêng. Tuy nhiên, ông dự tính rằng cái nhóm kinh tế này, tức là EU, sẽ chuyển khoảng 524.000 các cái loại đạn dược cho tới tháng 3 năm 2024, và phân nửa trong cái số này đã được cam kết và hiện nay đang trong tiến trình, và chúng tôi hy vọng rằng có đủ cái nguồn đạn dược và pháo kích dành cho Ukraine. Trong khi đó thì Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ngăn chặn cái ngân sách 66 tỷ Mỹ kim dành cho Ukraine, và trong đó họ yêu cầu là phải có một cái sự chấn chỉnh về cái biên giới của Hoa Kỳ, và khoảng cách của Nga và Ukraine dường như sẽ mang tới một cái hậu quả lớn. Hiện nay thì các binh sĩ của Ukraine báo cáo là họ đã không đủ đạn dược để đối phó với các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là các vị trí ở ngoài tiền tuyến, và việc mà thiếu sự cung cấp của khối Tây Phương có thể dẫn tới một hậu quả lớn. Hiện nay thì
Phía Ukraine đã giới hạn một ngày trung bình họ bắn khoảng 2.000 trái đạn pháo nhắm và để đối phó với Nga. Trong khi đó thì phía Nga đã bắt đầu có những cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ cho bắt giữ 7 nghi can mà họ nói rằng đã bán những thông tin cho cơ quan tình báo Mossad của Do Thái. Bản tin từ Ankara cho biết thì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 7 người tình nghi là đã bán các thông tin cho cơ quan tình báo đối ngoại về Mossad của Do Thái trong cái việc mà gọi là quan sát về các cái hoạt động mục tiêu ở địa phương theo tường trình của giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra vào ngày thứ Sáu. Thổ Nhĩ Kỳ trước đó lên tiếng cảnh cáo là Do Thái sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục tìm cách gọi là săn lùng tất cả những dân quân Palestine thuộc nhóm Hamas sinh sống bên ngoài lãnh thổ của Palestine, bao gồm luôn cả Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ và nhà lãnh đạo của Do Thái đã có những cái gọi là ngăn cấm các cái chương trình mậu dịch sau khi mà Do Thái mở cuộc chiến với Hamas bắt đầu từ hồi tháng 10. Và Thổ Nhĩ Kỳ gần như là không đứng chung với khối Tây Phương để ủng hộ cho phía của Do Thái, mà ngược lại dường như họ đứng về phía khối Ả Rập để mà phản đối cuộc chiến của Do Thái tại dải Gaza. Giới chức an ninh cho biết là Thổ Nhĩ Kỳ và cảnh sát của họ đã thực hiện với cái sự hỗ trợ của cơ quan tình báo MIT, trong đó đã thực hiện một chiến dịch ở tại Istanbul và thành phố có tên là Izmir là một phần trong cuộc điều tra, theo tường trình của văn phòng công tố viên của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Và chiến dịch mới này là diễn ra trong vòng một tháng sau khi mà họ nói rằng họ đã bắt giữ ít nhất một nghi can có liên quan tới việc làm việc cho cơ quan tình báo Mossad. Và đài truyền hình của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào ngày thứ Sáu là cơ quan này thông báo tổng cộng có 7 người đã bị bắt giữ vì tình nghi đã chụp hình và đã có những cái mục tiêu gọi là theo dõi tất cả những người Palestine ở trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và tìm cách gọi là sát hại tất cả những nhân vật này mà họ tình nghi là người của Hamas. Hiện nay thì phía Do Thái vẫn chưa cho biết ý kiến về chuyện này. Tuy nhiên vì Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ sẽ truy tố những người này về tội bán thông tin cho Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Do Thái tuyên bố đã chiến thắng ở trong khu vực của thành phố Khanjunis ở dải Gaza. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái trong ngày thứ Năm tuyên bố là lực lượng dưới mặt đất của họ đã chính thức đẩy tất cả lực lượng Hamas ra khỏi khu vực ở Khanjunis thuộc dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng ông Joab Galan nói rằng chiến thắng này diễn ra giữa lúc mà lực lượng IDF, tức là lực lượng quốc phòng của Do Thái, cho biết rằng họ đã sát hại khoảng 10.000 binh sĩ của Hamas và gây thương tích cho 10.000 người khác. Và trước đó trong ngày thì ông Galan đã nói với một đám đông các binh sĩ rằng hành động của họ là sẽ tiến gần tới việc mà giải cứu cho tất cả những con tin, bởi vì Hamas hiểu được là họ đang nắm quyền lực về con tin và có thể dùng con tin để uy hiếp tới Do Thái. Và lời phát biểu của ông Galan đưa ra sau khi mà phía lực lượng IDF cho biết là cái việc mà Hamas đang trấn thủ ở tại Khan Yunis đã bị phá vỡ trong vòng một tuần lễ qua, và lực lượng IDF vẫn chưa cho biết là họ có hoàn toàn kiểm soát thành phố Khan Yunis hay không. Đây là nơi mà có cuộc giao tranh gay gắt giữa Hamas và phía của Do Thái, và đây là cuộc chiến được xem là cuộc chiến sau cùng ở tại dải Gaza. Ông Galan cho biết là lực lượng IDF đã giảm đi rất nhiều lực lượng của Hamas từ 56 cho tới 75%, và lực lượng này đang trước chiến tranh có khoảng từ 30.000 cho tới 40.000 thành viên. Và IDF cho biết là họ đã có những dấu hiệu chiến thắng tại Khan Yunis sau khi mà giới hạn cái khả năng chiến dịch của Hamas ở tại khu vực này. Đây được xem là một trong những cái thông báo mới nhất của ông Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái đưa ra giữa lúc mà cộng đồng quốc tế đang áp lực Do Thái là phải ngưng ngay cuộc chiến ở tại dải Gaza để tạo ra một cái hành lang nhân đạo cho những người Palestine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cơ quan UNRWA, tức là cơ quan cứu trợ tị nạn cho người Palestine, cho biết họ sẽ phải đóng cửa vào cuối tháng 2 nếu như nguồn ngân quỹ vẫn tiếp tục bị ngưng lại. Cơ quan cứu trợ người tị nạn dành cho người Palestine, có tên gọi tắt là UNRWA, đã công bố vào ngày thứ Năm là tổ chức của họ phải đóng cửa tất cả các cái chiến dịch hỗ trợ nhân đạo ở tại dải Gaza cho tới cuối tháng 2 nếu như mà không tái tục lại tất cả những nguồn ngân quỹ này. Ủy viên đặc trách về cái cơ quan này là Philip Lazzarini đã viết trên trang Platform X là số lượng mà các quốc gia đóng góp ngưng lại 440 triệu Mỹ Kim của cái ngân quỹ này đã khiến cho họ không đủ tài chính để có thể tiếp tục hỗ trợ về
nhân đạo cho người Palestine, và nếu nguồn ngân quỹ này tiếp tục bị ngưng lại, chúng tôi bị buộc phải đóng cửa tất cả các chiến dịch của chúng tôi vào tháng 2, và không phải chỉ ở dải Gaza và trên toàn khu vực. Lazzarini đã cho biết như trên, và giữa lúc mà tòa án quốc tế công lý đang kêu gọi có thêm những cái hỗ trợ nhân đạo, đây là thời gian mà chúng ta không thể làm suy yếu UNRWA, và chúng ta là một trong những cái tổ chức hỗ trợ mạnh mẽ nhất trên toàn cầu, và chúng ta đang đối diện với cơn khủng hoảng về nhân đạo trên toàn cầu. Cơ quan này đã đưa ra bản statement là chúng tôi đã nghiêm trọng duyệt xét về cái cáo buộc của chính quyền Do Thái về ít nhất là một số nhân viên của UNRWA đã can dự vào cuộc tấn công khủng bố vào ngày 17 tháng 10 nhắm vào Do Thái, và chúng tôi ngay lập tức đã loại trừ những người này và đang mở cuộc điều tra toàn diện, và chúng tôi sẽ có một cái trách nhiệm và sự minh bạch đầy đủ trong tiến trình này, và không nên có cái hành động gọi là cắt giảm tất cả những cái ngân sách này. Ngay sau khi mà có bản báo cáo và bằng chứng Do Thái đưa ra thì tổng cộng 14 quốc gia bao gồm luôn cả Hoa Kỳ đã ngưng lại các cái nguồn ngân quỹ dành cho cơ quan này để mà phản đối việc mà các nhân viên của cơ quan này đã can dự trực tiếp vào cuộc khủng bố vào ngày 7 tháng 10. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Saudi Arabia đã thúc đẩy phía Hoa Kỳ là phải có một cái hiệp ước về an ninh và quốc phòng với họ trước khi có cái cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Bản tin từ Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết thì Saudi Arabia sẽ chấp nhận một cái lời cam kết chính trị từ Do Thái là tạo ra một quốc gia Palestine, và trong đó gần như là phải có một cái hiệp ước về quốc phòng với Washington được chấp thuận trước khi có cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Ít nhất là ba nguồn tin cho biết như trên. Trong vài tháng qua thì Hoa Kỳ đã dẫn đầu một cái chiến dịch ngoại giao để có thể thúc đẩy Saudi Arabia bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao với Do Thái và thừa nhận quốc gia này lần đầu tiên bởi chính quyền của Riyadh sau khi mà có những cái nối kết giữa phía Washington và phía Riyadh. Tuy nhiên thì việc này đã bị trở ngại sau cái cuộc khủng bố vào ngày 7 tháng 10 ở tại Do Thái, và Saudi Arabia đã gia tăng cái mạng lưới an ninh và nói rằng họ sẽ phải bị đe dọa bởi đối thủ là Iran, và trong đó họ đang thúc đẩy một cái hiệp ước về quốc phòng với phía Hoa Kỳ để bảo đảm an ninh cho họ. Và để tạo ra điều này thì Saudi Arabia đã nói với các viên chức của Hoa Kỳ không những là vấn đề liên quan tới một quốc gia Palestine ở trên khu vực lãnh thổ ở dải Gaza, ngoài ra thì phía Hoa Kỳ cần phải có một cái sự cam kết về quốc phòng với Saudi Arabia. Đây được xem là một trong những quốc gia có mức xuất cảng dầu thô lớn nhất thế giới, và trong đó họ đang đòi hỏi phải có một cái sự bảo vệ về quân sự từ phía của Hoa Kỳ để đổi lại việc mà họ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Do Thái. Và trong lúc Trung Đông đang có chiều hướng được xem là có những cái cuộc biến động có thể xảy ra, đây được xem là một trong những cái áp lực từ phía Saudi Arabia đã đưa ra với chính quyền Joe Biden, và họ muốn rằng hoàn tất cái hiệp ước về quốc phòng giữa Saudi Arabia và của Hoa Kỳ trước khi có cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Saudi Arabia. Trong khi đó thì một tổ chức Hồi giáo cực đoan tại Iraq có tên là Nujaba tuyên bố họ vẫn tiếp tục tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ. Bản tin từ Baghdad cho biết thì nhóm dân quân có tên là Nujaba cũng là một nhóm dân quân được Iran hỗ trợ trong ngày thứ Sáu tuyên bố họ sẽ tiếp tục phát động những cuộc tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ ở tại khu vực này cho tới khi nào chấm dứt cuộc chiến tại dải Gaza và lực lượng Hoa Kỳ phải rời khỏi Iraq, chỉ một ngày sau khi mà một nhóm dân quân khác là Kataib Hezbollah tuyên bố là họ sẽ ngưng lại các cuộc tấn công vào lực lượng của Hoa Kỳ để tránh gây bối rối cho chính quyền của Joe Biden. Việc này diễn ra sau khi mà có một cuộc tấn công vào lực lượng Hoa Kỳ ở tại một cái căn cứ quân sự ở biên giới của Syria và Joe Biden, trong đó ba binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Phía Washington tuyên bố là sẽ có cuộc trả đũa, tuy nhiên cho tới giờ phút này vẫn chưa có một cái hành động nào trả đũa. Trong khi đó thì lãnh đạo của nhóm dân quân Hồi giáo tên là Nujaba, có tên là Akram Al-Kabi, đã đưa ra một bản statement và nói rằng ông ta hiểu được cái quyết định của Hezbollah. Tuy nhiên nhóm dân quân Hồi giáo của ông ta là Nujaba vẫn tiếp tục đứng chung với nhóm Hồi giáo có tên là Islamic Resistance ở tại Iraq, gọi tắt là IRI, nằm dưới một cái sự bảo trợ của các nhân vật cực đoan trong nhóm Hồi giáo Shiite vẫn tiếp tục chiến dịch tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ. Đây được xem là một phần nằm trong cái nhóm dân quân đã thực hiện một số những loạt hàng loạt các cuộc tấn công vào lực lượng Hoa Kỳ ở Iraq và Syria hơn 150 lần
kể từ khi mà bùng nổ cuộc chiến tại dải Gaza. Phía Iran vẫn bác bỏ và nói rằng họ không can dự tới những cuộc tấn công này. Trong khi đó, thì giới chức của Iraq e ngại rằng Washington sẽ bắt đầu phản ứng và sẽ sát hại một số những nhân vật của nhóm Hồi giáo Hezbollah và kể cả những nhóm Hồi giáo khác và có thể gây hại cho thường dân. Tổng thống của Iran là ông Ebrahim Raisi trong ngày thứ Sáu cho biết quốc gia của ông sẽ không bắt đầu cuộc chiến, tuy nhiên sẽ phản ứng rất mạnh cho bất kỳ ai mà ông ta cho rằng là ăn hiếp đối với lại phía của Iran. Năm 2020, thì dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã sát hại một tư lệnh của Iran có tên là Qasem Soleimani ở ngay tại gần phi trường của Baghdad, và việc này đã dẫn tới tình trạng căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Trung Đông ngày hôm nay, một cái hỏa tiễn của Houthi đã bắn gần một chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ và khiến cho lực lượng hải quân Hoa Kỳ phải khai triển một cái dàn phòng thủ mới để mà có thể ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn nào mà còn cách tàu của Hoa Kỳ khoảng một dặm. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ và các tàu chiến tại đây đối phó với các cái cuộc tấn công bằng hỏa tiễn từ nhóm Hồi giáo Houthi đã bắt đầu cho khai triển một hệ thống vũ khí mà trong đó họ gọi rằng là một cái hệ thống vũ khí của cái trận tuyến sau cùng. Hệ thống vũ khí này có tên gọi là Phalanx Close In Weapon System, gọi tắt là CWIS, được khai triển cho các cái khu trục hạm của hải quân, bao gồm luôn cả chiếc USS Gravely vào tối ngày thứ Ba, để nhắm, để ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn nào của Houthi bắn ra mà còn khoảng cách đối với lại tàu chiến của Hoa Kỳ khoảng một dặm. Và cái hệ thống này là một cái hệ thống tự động. Trong đó là họ sẽ bắn khoảng 4.500 cái loại đạn 20 ly trong vòng 1 phút đồng hồ để có thể ngăn chặn bất kỳ một cái hỏa tiễn mục tiêu nào nhắm gần vào cái tàu chiến của họ. Đây được xem là một cái hệ thống tự động và họ sẽ bắn ra khoảng 4.500 viên đạn 20 ly trong vòng 1 phút là có thể ngăn chặn được tất cả bất kỳ một cái hỏa tiễn nào bắn gần các cái khu trục hạm của Hoa Kỳ. Trong đó thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ và các tàu chiến tại đây đã bắn rơi rất nhiều những cái hỏa tiễn do phía Houthi tấn công và họ sử dụng cái hệ thống gọi là hỏa tiễn tầm xa, trong đó bao gồm luôn loại Standard SM-2, Standard FM-6 và được xem là những cái loại hỏa tiễn được lắp đặt ở trên mặt biển và trên các tàu chiến, và họ có thể bắn rơi các mục tiêu ở cái khoảng cách 8 dặm hoặc là hơn đó. Và trong tối ngày thứ Ba, để tránh tình trạng mà tàu chiến Hoa Kỳ sẽ bị tấn công bởi các cái nhóm Hồi giáo Houthi, thì Tom Caraco được xem là giám đốc của cái chương trình nguyên tử của Ngũ Giác Đài đặc trách về cái trung tâm chiến lược của CSIS cho biết là việc lo ngại các cái hỏa tiễn này có thể bắn gần và bắn trúng vào tàu chiến của Hoa Kỳ, và do đó họ đã cho khai triển cái dàn hỏa tiễn mà họ dàn súng và dàn đạn mà họ gọi là last line of defense, tức là cái mặt trận cuối cùng của cái dàn phòng thủ. Đây được xem là một trong những cái khai triển mới của Hoa Kỳ nhằm để đề phòng các cái hỏa tiễn của Houthi trên vùng biển Hồng Hải. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấp thuận một cái mức bán vũ khí cho phía của Ấn Độ gồm 31 cái loại drone tấn công. Bản tin mới nhất cho biết thì phía của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấp thuận một cái tiềm năng bán 31 cái drone có tên gọi là MQ-9B Sky Guardian của Hoa Kỳ. Trong đó là sẽ ngăn chặn được tất cả những cái cuộc tấn công cũng như là giám sát được tất cả các cái mặt biển và mặt đất gần 4 tỷ Mỹ Kim. Theo tường trình của Ngũ Giác Đài đưa ra vào ngày thứ Năm, nhiều năm sau khi mà hai quốc gia này thảo luận về thỏa thuận mà Ấn Độ mua vũ khí của Hoa Kỳ, Ấn Độ từ lâu nay họ rất có hứng thú mua các cái loại drone của Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái loại drone có khả năng tấn công và giám sát. Và cuộc đối thoại này đã diễn ra từ năm 2018 dưới thời của cựu Tổng thống Trump trước đây. Và trong cái sự chấp thuận vào ngày thứ Năm của Bộ Ngoại giao đưa ra, điều này cũng đã dẫn tới việc mà trước đây có một cái căng thẳng giữa phía Hoa Kỳ và phía của Ấn Độ, sau khi mà phía Hoa Kỳ nhận được những bằng chứng cho thấy là lực lượng tình báo của Ấn Độ đang tìm cách ám sát một những công dân của nhóm Hồi giáo Lysiai người Sikh ở tại Hoa Kỳ sau khi mà xảy ra cái biến cố tại Canada. Thượng nghị sĩ Ben Cardin, một thành viên của Đảng Dân Chủ và là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện cho biết
ông sẽ tiếp tục duyệt xét cái thỏa thuận giữa chính quyền ông Joe Biden, trong đó là sẽ phải điều tra toàn bộ cái việc mà có âm mưu ám sát người Ấn Độ trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Hiện nay thì chính quyền của Joe Biden đòi hỏi là phải có cuộc điều tra và chịu trách nhiệm về việc mà có những cái âm mưu ám sát trên lãnh thổ của Hoa Kỳ, và phía Ấn Độ dường như là đứng sau lưng các cái cuộc tấn công này. Và trong đó thì thủ tướng của Ấn Độ là ông Modi, trong chuyến viếng thăm Washington vào tháng 6 năm ngoái, nó nói rằng là cái âm mưu này đã được phát hiện, tuy nhiên không có liên quan tới giới tình báo của Ấn Độ. Và trước đó thì phía của Ấn Độ đã cho thuê mướn các cái một số những cái loại drone gọi là MQ-9B, là một phần trong cái chiến lược gọi là chia sẻ thông tin tình báo giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Đây được xem là một trong những cái thỏa thuận mới nhất mà Bộ Ngoại giao đã đạt được sau khi mà họ đã giải quyết được một phần nào trong cái sự căng thẳng giữa Ấn Độ và của Hoa Kỳ liên quan tới việc mà cơ quan tình báo của Ấn Độ bị cáo buộc là có âm mưu ám sát những công dân người Sikh thuộc phong trào ly khai Ấn Độ đang sinh sống trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn đã bắt đầu tới thanh sát các cái cơ xưởng đóng tàu của họ và tuyên bố sẽ có thêm những hỏa tiễn đạn đạo được bắn thử sau khi mà ông Kim Jong-un đã viếng thăm công xưởng đóng tàu của Bắc Hàn. Bản tin từ Seoul, Nam Hàn cho biết, Bắc Hàn trong ngày thứ Sáu nói rằng họ sẽ có hàng loạt các cái vụ thử nghiệm nguyên tử và bắn thử các cái hỏa tiễn đạn đạo ra ngoài biển, giữa lúc mà ông Kim Jong-un đang kêu gọi lực lượng quân sự của ông ta gia tăng sự chuẩn bị khi mà ông tới viếng thăm một cái công xưởng đóng tàu của Bắc Hàn. Văn phòng Tổng tham mưu của Nam Hàn cho biết là Hoa Kỳ và lực lượng quân sự của Nam Hàn đang phân tích về việc mà Bắc Hàn đang bắn thử các cái hỏa tiễn của họ ra bờ biển phía Tây, và nói rằng lực lượng quân sự của Nam Hàn đang quan sát rất cẩn thận hạt loạt những hỏa tiễn này. Tuy nhiên, họ vẫn chưa cho biết là tổng số bao nhiêu hỏa tiễn đã được bắn ra. Cùng một lượt thì phía Bắc Hàn nói rằng họ đã bắn lần thứ tư của năm 2024, tức là trong vòng một tháng, họ đã bắn thử 4 lần và diễn ra chỉ vài giờ sau khi mà ông Kim Jong-un đã cho đến thanh sát một cái công xưởng đóng tàu của Bắc Hàn và thanh sát tất cả lực lượng hải quân của ông ta tại khu vực gọi là Nam Pho, nằm ở bờ biển phía Tây, nơi được xem là có cái bến cảng và có công xưởng đóng tàu của Bắc Hàn. Ông Kim trong những tháng gần đây đã lên tiếng và nhấn mạnh nỗ lực là sẽ xây dựng một cái lực lượng hải quân nguyên tử để đối phó với cái mà ông nói rằng sự đe dọa từ Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản, và sẽ gia tăng rất nhiều những cái hợp tác về quân sự của họ, và đặc biệt là trong cái chương trình nguyên tử của ông Kim Jong-un và chương trình hỏa tiễn của ông ta. Trong khi đó thì cơ quan truyền thông của Bắc Hàn vẫn chưa cho biết là ông Kim đã viếng thăm cái căn cứ đóng tàu Nam Pho vào lúc nào. Tuy nhiên, họ nói rằng là ông ta đang thúc đẩy việc một cái lực lượng hải quân mạnh mẽ hơn, và trong đó sẽ xây dựng rất nhiều những cái hỏa tiễn đặt trên các tàu chiến, trên các cái tiềm thủy đỉnh của phía Bắc Hàn. Đây được xem là một trong những cái thúc đẩy của Bắc Hàn đưa ra giữa lúc mà đang có sự căng thẳng với phía Nam Hàn. Trước đó thì Kim Jong-un đã cho xóa bỏ một cái ý tưởng là thống nhất Nam Hàn và yêu cầu tu chính cái bản hiến pháp này. Đồng thời ông ta đã cho xóa bỏ một bức tượng biểu tượng cho sự thống nhất Nam Bắc Hàn ở tại thủ đô Bình Nhưỡng mà ông ta cho rằng rất chướng mắt. Và giờ đây thì ông ta đã bắt đầu thúc đẩy rất nhiều việc sản xuất vũ khí, thử nghiệm các cái hỏa tiễn đạn đạo và tăng cường cái việc mà đóng các cái tàu chiến cho Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, sau thời gian mà ông Ferdinand Marcos trở thành tổng thống và thúc đẩy một cái chính sách gần gũi hơn với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ, chính thức Philippines đã qua mặt Malaysia và Việt Nam, trở thành quốc gia ở Đông Nam Á có mức tăng trưởng kinh tế được xem là nhanh nhất khu vực. Philippines đã qua mặt cả Việt Nam lẫn Malaysia, trở thành quốc gia Đông Nam Á có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất vào năm ngoái sau khi mà gia tăng các cuộc hợp tác với Hoa Kỳ và đồng minh và nhận được rất nhiều những nguồn đầu tư từ Hoa Kỳ và đồng minh. Tổng số GDP của Philippines, tức là tổng sản lượng nội địa của Philippines, đã đạt mức 5.6%, qua mặt luôn cái mức trung bình thường là 5.5%, và được theo một cái bản nghiên cứu về kinh tế, và việc tăng trưởng kinh tế này đã phản ảnh một năm sau khi mà ông
Ferdinand Marcos trở thành tổng thống của Philippines và thị trường chứng khoán của họ đã gia tăng ít nhất là 1%. Trong đó thì đồng peso được xem là đã giữ được cái vị trí của họ một cách vững vàng hơn. Và điều này cho thấy rằng là nó có vẻ như là bắt đầu thúc đẩy khá mạnh cho cái nền kinh tế của Philippines sau khi mà họ đã có một cái thái độ gần gũi hơn với Hoa Kỳ và các đồng minh. Các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ gồm có Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan đã tăng cường đầu tư vào Philippines. Trong đó thì phía Việt Nam mức tăng trưởng của họ chỉ ở mức là được nhận định là 5.05%. Trong khi đó thì nền kinh tế của Malaysia là trước đây năm 2022 là 8.7% xuống còn có 3.8% năm 2023. Indonesia và Thái Lan gần như là đã có cái mức tụt giảm về mức tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó ngược lại Philippines bắt đầu từ 4% ở cái mức tổng sản lượng nội địa của họ năm 2021 và giờ đây thì cái mức tăng trưởng kinh tế của Philippines đã tăng lên cao hơn, tức là ở 5.5%, 5.6%, tức là gần 6%. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ phía của Philippines đưa ra sau khi mà họ đã bắt đầu thúc đẩy những chính sách gần gũi hơn với Hoa Kỳ và đồng minh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay thì các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu chính quyền Philippines là phải điều tra về các cái vụ sát hại những nhà báo, trong đó trong cái chiến dịch mà gọi là chống đảng Cộng sản ở tại Philippines. Bản tin mới nhất từ Manila cho biết thì các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng thúc giục Philippines vào ngày thứ Sáu là phải có thêm những hành động để ngăn chặn tình trạng sát hại các ký giả và một số những kẻ được xem là ủng hộ cho cái phong trào cộng sản ở tại Philippines. Adrian Khan được xem là đặc sứ của Liên Hợp Quốc đặc trách về chống lại quyền đàn áp báo chí. Trong đó, trong hai tuần lễ qua nói rằng trong hai tuần lễ thì phía Philippines đã có những hành động mà họ cho rằng là đã cản trở cái quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí. Bà này mô tả rằng việc sát hại các ký giả đang được xem là một cái hành động nguy hiểm từ cái hành động kiểm duyệt ở tại Philippines. Philippines vẫn còn là vùng đất nguy hiểm cho tất cả những ký giả, bà Khan đã cho biết như trên. Họ cần phải làm thêm nhiều hơn để tránh tình trạng ký giả bị sát hại. Chỉ ra cho thấy từ một cái bản báo cáo của cơ quan đặc trách về giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO, bà cho biết là có 81 trường hợp các ký giả đã bị sát hại vẫn chưa bị truy tố hay bị điều tra. Và kể từ khi mà ông Marcos trở thành tổng thống thì đã có thêm 4 ký giả đã bị sát hại. Philippines đứng hàng thứ 132 trong tổng số 180 quốc gia được xem là có cái quyền tự do ngôn luận. Và bà Khan cho biết bà đã nói rằng đang có một cái lực lượng tránh xa cái chính sách của phía của chính quyền Philippines, đặc biệt là trong đó bao gồm luôn nửa thế kỷ họ đang chống lại cái sự quậy phá của nhóm Cộng sản Phi, tức là gọi là Cộng Phi. Và hiện nay thì phía Liên Hợp Quốc cho biết rằng là có rất nhiều ký giả đã có khuynh hướng đứng gần gũi với khối Cộng sản Phi và đã trở thành một trong những cái mục tiêu bị ám sát và bị sát hại. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc đưa ra về tình trạng gọi là tự do về báo chí tại Philippines. Cùng một lượt thì các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã lên tiếng và endorse cho 4 nhà hoạt động bất đồng chính kiến tại Hồng Kông vào giải Nobel Hòa Bình. Bản tin từ Washington cho biết hai nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã đề cử ông Jimmy Lai là một người sáng lập của tờ báo Apple Daily News là cùng với lại 3 người khác đang bị cầm tù trong giải Nobel Hòa Bình, giữa lúc hàng trăm người khác đang được đề nghị cái giải thường niên này. Và cuộc đề cử này đã được đề cử sau khi mà có những cái bức hại từ phía Bắc Kinh. Trong một lá thư gửi cho quỹ ban cho tuyển chọn giải Nobel Hòa Bình vào ngày thứ Năm, dân biểu Chris Smith được xem là chủ tịch của cái quỹ ban đặc trách về Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ cùng với thượng nghị sĩ Jeffrey McCley được xem là đồng chủ tịch đã đề cử ông Jimmy Lai và một nhà trí thức của Duy Ngô Nhĩ có tên là Iham Toti và một nhà tranh đấu về pháp lý là Di Chansi cùng với lại Su Zizong. Bốn người này đang bị cầm tù về các hoạt động mà họ mô tả là sự ôn hòa của họ. Và những cá nhân này là linh hồn và là những người tranh đấu cho hòa bình. Họ xứng đáng nhận được giải Nobel Hòa Bình. Đây là lời phát biểu của ông Smith đưa ra. Ông là một trong những thành viên của đảng Cộng Hòa và Merkley là một thành viên của đảng Dân Chủ từ Oregon cho biết là giải Nobel Hòa Bình này phải tập trung sự chú ý của thế giới về tình trạng mà họ đã có những hành động bị vi phạm quyền căn bản của họ ở nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Quốc. Bắc Kinh
đã trở thành cái quốc gia nằm trong số 10 quốc gia có sự bức hại về nhân quyền lớn nhất thế giới. Và trong đó, trong tuần trước thì đại sứ của Trung Quốc ở tại cái hội đồng của nhân quyền của Liên Hiệp Quốc là Chen Shu đã lên tiếng và nói rằng cần phải đánh giá lại cái vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, và Trung Quốc đã cải thiện rất nhiều trong vấn đề này. Tuy nhiên thì các chính quyền Tây Phương và các nhóm tranh đấu cho nhân quyền vẫn tiếp tục chỉ trích Bắc Kinh đã có hành động cướp đi cái quyền tự trị của Hồng Kông và tìm có những hành động đàn áp đối với lại người Duy Ngô Nhĩ ở tại Tân Cương. Họ gọi việc ông Trung Quốc là phải trả tự do ngay lập tức cho ông Chimmy Lai, trong khi mà ông đang có cái đơn kháng án ở cái tòa của Hồng Kông liên quan tới đạo luật an ninh quốc gia. Và ông Lai hiện nay đang bị cáo buộc nhiều tội danh và ông được xem là một trong những biểu tượng tranh đấu cho nhân quyền ở tại Hồng Kông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã phát động một cái ủy ban đặc trách về Miến Điện đánh dấu sau 3 năm có cuộc đảo chính tại quốc gia này. Các nhà lập pháp của Hạ viện Hoa Kỳ đã phát động một cái việc thành lập một cái ủy ban đặc trách về Miến Điện trong ngày thứ năm và đánh dấu năm thứ ba kể từ khi mà lực lượng quân phiệt tại đây đã có cuộc đảo chính. Chủ tịch của cái ủy ban này thuộc Đảng Dân chủ là Betty McCollum ở Minnesota, cùng với lại dân biểu của Đảng Cộng hòa là Bill Huchenda của Michigan, là hai người đã bắt đầu thúc đẩy thành lập một cái ủy ban đặc trách về Miến Điện, trong đó bao gồm luôn cuộc giao tranh giữa Miến Điện và cộng đồng thiểu số ở tại Miến Điện được xem là đang có những cái sự gay gắt. Và ủy ban quốc hội cho biết là các thành viên này sẽ phối hợp với lại các nhà lập pháp và kể cả chính quyền hành pháp để đưa ra những chính sách cứng rắn đối với chính quyền quân phiệt Miến Điện. Đây được xem là một trong những cái thành lập mới, và trong đó họ nói rằng ước lượng có khoảng 2.3 triệu người đã phải đi lánh nạn ra khỏi Miến Điện kể từ khi mà có cuộc đảo chính, và hàng ngàn người đã bị thiệt mạng giữa lúc mà lực lượng quân phiệt Miến Điện vẫn tiếp tục tìm cách tấn công các lực lượng dân quân của cộng đồng thiểu số ở các cái cộng đồng thiểu số phía Bắc và phía Nam. Và để giải quyết cơn khủng hoảng này thì phía Quốc hội Hoa Kỳ đã từng thông qua một cái đạo luật gọi là Burma Act năm 2022. Trong đó là cho phép sẽ có những cái ngưng lại và các cái việc tài trợ về những cái vũ khí sát thương và nghiêm cấm tất cả bán các vũ khí sát thương cho lực lượng quân phiệt của Miến Điện. Đây được xem là hành động cứng rắn của phía Hoa Kỳ đưa ra giữa lúc mà phía của Hoa Kỳ cho biết rằng là họ sẽ bắt đầu có những chính sách cứng rắn hơn đối với lại cái hành động đàn áp của lực lượng quân phiệt Miến Điện nhắm vào cộng đồng thiểu số tại đây. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, ngay sau khi mà New Zealand đã có ý là sẽ gia nhập vào cái Liên minh AUKUS, Trung Quốc đã đưa ra lời cảnh cáo là phải suy nghĩ hai lần. Bản tin mới nhất cho biết việc mà New Zealand muốn gia nhập vào Liên minh AUKUS gồm có Anh, Úc và Hoa Kỳ thì phía Trung Quốc đã lên tiếng và cảnh báo rằng New Zealand phải think twice, tức là suy nghĩ hai lần. Việc này diễn ra giữa lúc mà Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao của Úc và New Zealand đã có cuộc gặp gỡ vào ngày 1 Tây tháng 2, và theo đó thì đôi bên đã thúc đẩy cái việc hợp tác về quốc phòng cũng như an ninh giữa Bộ trưởng Quốc phòng của Úc là ông Richard Marles cùng với lại bà Penny Wong là Bộ trưởng Ngoại giao của Úc. Trong đó thì họ đang thảo luận về việc có một cái gối thứ hai, tức là Pillar 2 của Liên minh AUKUS, và sẽ mở rộng ra, trong đó gồm có Úc, Anh, Hoa Kỳ và New Zealand. Và liên minh này có thể được mở rộng và có thể đối phó với tình trạng Trung Quốc đang gây ảnh hưởng ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đây được xem là lời cảnh cáo và phản ứng của Trung Quốc ngay sau khi có phiên họp 2-2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng của New Zealand và Ngoại trưởng của New Zealand với lại phía của Úc, trong đó gần như là New Zealand đang ngỏ ý là muốn gia nhập vào Liên minh AUKUS và sẽ thành lập một cái gọi là Pillar 2 AUKUS, tức là một cái gối thứ hai của Liên minh AUKUS, tức là vòng thứ hai gồm các quốc gia tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương và khu vực ở Nam Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong đọc cái thông báo của công ty Teletron. Năm hết Tết đến, Teletron mở ra chương trình tống cựu nghinh tân, trade in buyback, mua lại đồ hư cũ từ 500 tới 1.000 Mỹ Kim để quý khách có thể mua sắm những đồ vật mới made in Italy, Nhật Bản hay là ở Nam Hàn. Và ngoài ra thì trong 3 ngày, mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết
thì quý đồng hương có thể tham dự cái đại nhạc hội mừng xuân Giáp Thìn với hơn 80 nghệ sĩ hải ngoại trình diễn liên tục trong 3 ngày tại cái tiệm Teletron Lý Đồ Sài Gòn trên đường Bonsa góc đường Magnolia trong khu linh tượng Đức Thánh Trần ở bên cạnh Phúc Lộc Thọ. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc ở công ty Teletron là 1877-892-6999, 1877-892-6999 hoặc vào trang nhà của công ty Teletron là teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Ngoài ra thì Phong cũng sẽ có mặt ở tại tiệm Teletron này vào ngày mùng 1 Tết lúc 1:30 ngày thứ Bảy để cùng gặp gỡ với tất cả khán thính giả của TNB Channel, và trong đó chúng ta sẽ có những lời chúc tụng cho nhau và Phong có một số quà tặng cho khán giả của TNP Channel ngày hôm đó. Hy vọng gặp gỡ tất cả các khán giả tại quận Cam, lân cận của quận Cam hoặc những khán giả ở xa về quận Cam ăn Tết. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta chỉ bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha. Không biết Hungary có mưu đồ gì khi ngăn cản Thụy Điển gia nhập NATO? Đơn giản thôi, bởi vì Hungary đang muốn Âu Châu phải có một cái thái độ khác với họ. Khi mà chính quyền bảo thủ của ông Viktor Orbán đã bị lực lượng cánh tả ngăn chặn các cái ngân sách mà EU phải tài trợ cho phía của ta Hungary nha. Rồi, Do Thái không dễ gì sợ lời đe dọa. Nếu Do Thái mà sợ thì Do Thái không tấn công mở các cuộc càn quét Hamas. Thật sự quý vị, họ tuyên bố là đã giải phóng và coi như là không phải giải phóng mà đã kiểm soát được toàn bộ thành phố Khan Yunis. Và họ tuyên bố là đã sát hại được 10.000 binh sĩ của Hamas và gây thương tích cho 10.000 người khác. Đây là lời tuyên bố từ phía Do Thái thôi. Còn cái vấn đề còn lại là làm cách nào để giải quyết cái hòa bình tại Trung Đông thì cho tới giờ phút này tôi vẫn chưa nhìn ra giải pháp mà Joe Biden đang muốn làm. Một mặt ông ta ép Do Thái, một mặt thì ông ta lại tìm cách gọi là xoa dịu khối Ả Rập thì tôi chưa biết được nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok, nếu Âu Châu sợ Nga đánh tới sát thì nên áp lực 7 lần chấp thuận thỏa hiệp về biên giới Hoa Kỳ để thỏa hiệp thông qua gói viện trợ cho Ukraine. Còn nếu không thì miễn bàn biên giới Hoa Kỳ vẫn là ưu tiên. Thật sự quý vị, lần này đó là Joe Biden cố tình thôi. Ông ta có quyền trong sắc lệnh hành pháp của ông ta. Và bây giờ thì đảng Cộng Hòa đã lên tiếng nói rằng ông ký lệnh hành pháp trước đi. Ký xong sắc lệnh hành pháp thì quốc hội sẽ thông qua. Nhưng mà Joe Biden vẫn chưa ký. Tức là ký sắc lệnh hành pháp đóng cửa biên giới. Ông ta đã làm cái này ở năm 2021 là ông ta lật đổ tất cả những chính sách của ông Trump mà. Đây là quyền bên hành pháp của ông ta. Ông ta phải làm trước. Còn bây giờ ông ta không bày tỏ thiện chí. Chỉ kêu ô quốc hội thông qua đi tôi ký rồi tôi đóng cửa. Cái đó là cái sự gọi là láo sược của Joe Biden đó nha. Rồi tiếp tục. Ok, ông Marco từng tuyên bố lúc tranh cử là không thể phát triển kinh tế Philippines nếu không có Hoa Kỳ. Do đó, bây giờ cái mức tăng trưởng kinh tế của Philippines 5.6%. Thì tôi đã nói với quý vị rồi, là hợp tác với Hoa Kỳ và các đồng minh là thịnh vượng, sẽ không có khó khăn. Và đã chứng minh cái bản báo cáo ngày hôm nay cho quý vị thấy, sau một năm ông cầm quyền, thì mức tăng trưởng kinh tế của Philippines đã đạt tới 5.6%. Trong khi đó, trước khi ông lên cầm quyền thì ở mức là 4% cho tới 4.2%. Có nghĩa là mức tăng trưởng của Philippines đi nhanh nhất ở khu vực, nhanh nhất ở khối Đông Nam Á. Qua mặt luôn cả Hoa Kỳ, cả Malaysia và Việt Nam. Coi như là Philippines đang hứa hẹn một nền kinh tế tăng trưởng bùng nổ mạnh. Sau khi có sự đầu tư của Nam Hàn, của Nhật Bản và của Đài Loan. Chưa kể Úc, Anh, Canada cũng sẽ bắt đầu đầu tư vào Philippines. Thì tôi đã nói với quý vị rồi, là chọn một phía thì sẽ có ngay kết quả. Có ngay kết quả và Philippines đã hưởng được kết quả này. Mặc dù rằng là về nội bộ chính trị thì đang có sự tranh chấp gay gắt giữa ông cựu tổng thống Duterte và ông Marcos. Nhưng mà trên quy tắc thì nền kinh tế Philippines vẫn phát triển tốt. Mức tăng trưởng đã được xem là nhanh nhất ở khu vực rồi. Thì điều này cho thấy rằng quý vị, muốn có thịnh vượng là phải liên kết với Hoa Kỳ và đồng minh. Ok, và phải rõ ràng cái lập trường thì sẽ liên kết được. Trong khi đó thì quý vị thấy rồi, những quốc gia mà còn lấn cấn với Trung Quốc thì bây giờ đang nỗ lực tìm cách thoát khỏi suy thoái và khủng hoảng kinh tế. Nha.
Như vậy đã chứng minh những tổng thống theo khuynh hướng bảo thủ quản lý xã hội kinh tế tốt hơn những tổng thống theo hướng khuynh tả. Bởi vì khuynh tả họ coi nặng vấn đề gọi là xã hội, môi trường. Họ không đặt nặng vào vấn đề kinh tế. Chính vì vậy, những tổng thống khuynh tả lên hay là những lãnh đạo khuynh tả lên, họ thường phá vỡ tất cả những cái guồng máy kinh tế. Để họ thúc đẩy những cái an sinh xã hội cho tới môi trường. Cái chính là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Cầu trời cho ông Jimmy Lai đạt được giải Nobel Hòa Bình, đền đáp công sức bỏ ra của ông, còn vụ ông Trump thì khó lắm. Thật sự quý vị, tôi nói thẳng luôn, họ có đề cử cũng chưa chắc được. Bởi vì Jimmy Lai là một người tương đối, mặc dù ông tham gia, ông là lãnh đạo phong trào dân chủ của Hồng Kông, nhưng ông lại có một cái quy tắc rất bảo thủ. Do đó, đề cử thì đề cử thôi. Tôi biết năm nay là đám cánh tả sẽ gần như là 70% sẽ trao cái giải Nobel Hòa Bình cho Joe Biden. Tại vì tuyên bố giải Nobel Hòa Bình là tháng 10, một tháng trước khi có cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Và nó đang sắp xếp, dàn xếp để cho Joe Biden thành công giải quyết được bài toán ở Trung Đông, rồi kiềm chế được chuyện này chuyện kia. Để cuối cùng để trao giải Nobel Hòa Bình cho Joe Biden. Thì vậy, đó là cái mà đám cánh tả đang sắp xếp. Thì đây là một trong những cái mà tôi nói với quý vị là chúng ta sẽ thấy được nhiều vấn đề lắm. Trong năm 2024, nó còn lột ra cái mặt nạ đạo đức giả và nó sẽ rơi xuống rất là nhiều nha. Ok, các nước ngày càng tăng trưởng kinh tế phát triển, còn Cộng sản Việt Nam thì đi thụt lùi. Bởi vì tôi đã nói quý vị, lệ thuộc kinh tế của Trung Quốc chỉ có từ chết tới bị thương. Nước nào tách rời được cái ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc thì nước đó còn có phát triển. Nước nào lệ thuộc sâu đậm thì nước đó rớt. Trong mấy năm nay, Hoa Kỳ đã tách rời rất nhiều cái nền kinh tế của Trung Quốc. Và những quốc gia khác đang tìm cách tách rời nền kinh tế của Trung Quốc. Do đó, họ còn có cái không gian phát triển. Còn những nước lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc coi như là banh xác. Rồi, tiếp tục. Wow. Tại sao Mỹ không bí mật tấn công Iran mà tuyên bố với báo chí làm gì để cho Iran có thời gian rút binh sĩ và vũ khí về Anh? Thứ nhất là Mỹ chưa tuyên bố tấn công Iran. Mỹ chỉ tuyên bố là Joe Biden đã được chấp thuận mở cuộc tấn công trả đũa thôi. Chúng ta chưa biết Joe Biden tấn công ai mà. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cuộc tấn công này là Hoa Kỳ phải công khai minh bạch. Bởi vì Hoa Kỳ ở tư thế lãnh đạo. Không có tấn công giấu giếm, tấn công bí mật được. Mà họ phải tấn công một cách công khai để cho thế giới thấy nha. Rồi tiếp tục. Nếu giữ chức thống đốc, dân biểu Hạ viện, Thượng viện được chọn làm phó tổng thống thì chức vị hiện tại có được giữ không? Không. Nếu họ đã được chọn liên danh, họ phải từ chức. Nếu được chọn liên danh họ phải từ chức và cái đơn vị và cái xin lỗi quý vị, cái địa hạt đó phải tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt để chọn ra một người khác. Nếu họ được chọn vào trong cái nội các hoặc là làm đứng chung liên danh tranh cử phó tổng thống thì bắt buộc họ phải từ chức nha. Rồi tiếp tục. Ok. Theo nhìn nhận chủ quan của em thì phe dân chủ thấy ông Biden không thể thắng ông Trump để tất cả chiến tranh trên thế giới và để ông Trump dọn dẹp. Thật sự quý vị, ông Trump chỉ là người đi dọn rác, nhưng mà những cái bãi rác này nó nhiều màu lắm. Nó nhiều góc cạnh lắm, chứ không phải chỉ có một cái bãi rác về đối đầu quân sự đâu. Và ông Trump thì ông có chiến lược của ông. Có điều là nhiều ông không tiết lộ những chiến lược của ông. Ông chỉ đưa ra những lời tuyên bố công khai lấp lửng thôi. Bây giờ thì cái đám truyền thông với bên ngoài nó bắt đầu nó tò mò và nó đang hoang mang. Không biết là ông sẽ có chính sách như thế nào. Nhưng điều chắc chắn mọi người đều biết rõ, ông sẽ có chính sách cứng rắn. Còn chính sách cứng rắn đó như thế nào thì ông không hề tiết lộ. Chúng ta cũng không biết được luôn nha. Trung Quốc có quyền gì mà nói trên New Zealand think try, Trung Quốc nên think try vấn đề đối phó với ông Trump trở lại? No, bởi vì New Zealand nói thẳng với quý vị luôn, 60% nền kinh tế của New Zealand đang lệ thuộc vào Trung Quốc. 60% nền kinh tế của New Zealand đang lệ thuộc vào Trung Quốc, do đó bây giờ Trung Quốc bắt đầu lên tiếng là như vậy.
Ok, thì hy vọng rằng cái chính quyền mới này nó đỡ hơn, chứ cái chính quyền cũ gần như nó lệ thuộc vào Trung Quốc, cho nên là New Zealand không chỉ trích Trung Quốc về Tân Cương, không phản ứng khi mà Trung Quốc không lên án Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Tại vì nền kinh tế của New Zealand một phần 60% lệ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc nha. Rồi tiếp tục, Quốc hội Mỹ nên tu chính cho phép các nước sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ kẻ thù chứ phòng thủ tôi thì thiệt thòi quá. No, tôi không đồng ý. Tại vì sẽ có nhiều quốc gia lợi dụng cái vũ khí Hoa Kỳ để mà thực hiện cái mưu đồ của họ. Ok, do đó cái điều này tôi đồng ý là khi Hoa Kỳ bán vũ khí cho nước nào là phải có hợp đồng rõ ràng, không thể để cho các nước muốn dùng sao dùng. Cái đó sẽ dẫn đến tình trạng nhiều nước nó sẽ mua vũ khí đi, nó mua đi bán lại, rồi sau đó nó bán lại cho những kẻ thù của Hoa Kỳ thì sao, hoặc là nó giao những vũ khí đó cho kẻ thù của Hoa Kỳ thì sao, và thứ hai là nó sẽ lợi dụng cái vũ khí của Hoa Kỳ để nó triệt hạ các đối thủ chính trị thì sao, hoặc là nó có tham vọng lấn sân lấn nước hay là xâm lấn nước khác thì sao. No, Hoa Kỳ không cho phép làm chuyện đó nha. Rồi tiếp. Dân nhập cư hợp pháp đánh cảnh sát mà bất hợp pháp đánh cảnh sát mà thả như vậy, cảnh sát nên nghỉ việc hết vì mất an toàn, quyền bảo vệ bản thân còn làm gì. Thật sự quý vị, ngày hôm nay tôi nhận được cái tin của Fox News á, bốn tên đánh cảnh sát được trả tự do ngày hôm qua đó, hôm kia đó, hôm nay nó lên xe bus nó đi tới California hết rồi. Bây giờ còn không biết track down nó ở đâu nữa, trong khi giấy ra tòa của nó thì vẫn nằm đó. Vẫn nằm đó. Nó lên xe bus rồi, bốn tên trong số 5 tên đã rời khỏi New York, lên xe bus đi California rồi. Thì quý vị, chúng ta thấy rõ ràng là gì? Chúng ta thấy rõ ràng là cái chính sách Mỹ dân này nó đang làm cho tội phạm bắt đầu hung dữ hơn, hung bạo hơn, bất chấp luật pháp nha. Rồi ông Trump là người khó đoán được tính cách, kể cả Trung Cộng từng xem phim Mỹ để hiểu văn hóa Mỹ. Thật sự quý vị, ông Trump ổng lên thì tôi biết rằng lần này ổng giữ kín cái chiến lược của ổng. Về đối nội thì ổng có nói rõ về việc mà khai thác lại dầu khí cũng như là đóng cửa biên giới là hai cái điều mà ổng khẳng định rất nhiều lần khi mà ổng tranh cử. Thì điều này chúng ta biết, nhưng mà chính sách đối ngoại ổng chưa lên tiếng. Ổng chưa lên tiếng chính sách đối ngoại. Nhưng mà những cái tên mà gọi là báo chí khuynh tả đó thì nó lợi dụng ổng không lên tiếng này, nó bắt đầu gán nhãn chụp mũ cho ổng. Nó bắt đầu gán nhãn chụp mũ cho ổng. Thì quý vị thấy rồi, ngay cả Thủ tướng Nhật Bản ngày hôm nay còn lên tiếng gửi thông điệp cho ông Trump mà, là đừng cắt bỏ những cái thương lượng với Trung Quốc. Tức là nó tạo ra một cái dư luận, một cái thuyết âm mưu để nó gán nhãn cho ông Trump. Và bây giờ cái điều mà nó biết được là ở trong nội địa Hoa Kỳ nó khó có thể thuyết phục được những người ủng hộ cho ông Trump. Do đó bây giờ nó dùng tác động từ bên ngoài, tức là nó dùng tất cả những quốc gia đồng minh đối tác của Hoa Kỳ là sẽ phản đối ông Trump lên làm tổng thống. Để chi quý vị? Để nó tác động vào suy nghĩ của những người ở đây. À, mình chọn Trump lên làm tổng thống, coi như Hoa Kỳ sẽ bị cô lập, không ai chơi với mình nữa, không ai làm việc với mình nữa. Đại khái như vậy. Đây là cái cách mà cái đám truyền thông đứng đầu là MSNBC, đứng nhì là Washington Post, rồi New York Times, CNN và kể cả USA Today luôn. Quý vị, trong ngày hôm nay vui lắm. USA Today phỏng vấn ba người phụ nữ ở South Carolina, nói rằng nếu mà không có bỏ phiếu cho Haley, họ sẽ bỏ phiếu cho Joe Biden. Ok, rồi nó nói ba người này là đại diện cho cả triệu người khác ở bên ngoài. Rồi xong nó đặt câu hỏi là nếu không có khối phiếu ông Hòa, liệu ông Trump thắng được Joe Biden hay không? Quý vị, đây là cái cách mà USA Today nó gán nhãn cho ông Trump và nó tìm cách vẽ ra một cái hình ảnh như vậy đó. Thì câu hỏi tôi đặt ngược lại, nếu không có khối phiếu cứng rắn bảo thủ, liệu Nikki Haley đánh bại được Joe Biden hay không? Câu hỏi ngược lại của tôi. Bây giờ tất cả các cuộc thăm dò đều thấy là ông Trump đã thống trị. Tất cả các tiểu bang ông đều gác điểm hết. Có nghĩa là đa số phiếu này ủng hộ cho ông Trump, không phải Nikki Haley. Và bây giờ nếu như Nikki Haley mà ra tranh cử, cả tất cả những số khối phiếu này không bỏ cho Nikki Haley, thì bà lấy có con khỉ gì bà thắng được Joe Biden đây. Nhưng mà tụi nó không nói như vậy.
tụi nó chỉ nói là ô ông Trump mà không có khối phiếu ông Hòa làm sao thắng, mà nó không nói ngược lại, trong khi đó ông Trump đang được đa số đảng Cộng Hòa ủng hộ, chỉ đưa lên bàn cân thôi, ông đã được 120 mấy nhà lập pháp quốc hội, cả thượng viện lẫn hạ viện endorse ông. Nikki Haley được có 2-3 người. Thì bây giờ quý vị tưởng tượng là khối cử tri của 100 mấy người đó không đi bỏ phiếu, lấy cái con khỉ gì mà Nikki Haley thắng. Nhưng mà nó cố tình đưa ra, bây giờ có những người chống ông Trump tới mức mà không bỏ phiếu cho Nikki Haley sẽ qua bỏ phiếu cho Joe Biden. Quý vị nghe tức cười chưa? Trong khi nó không đặt ngược lại, là nếu không có khối phiếu bảo thủ này, lấy con khỉ gì Nikki Haley thắng được Joe Biden đây? Nói tôi nghe đi nha. Rồi tiếp tục. Đám cánh tả sợ ông Trump vì lo ngại tư tưởng chính sách của ông phát triển qua nước họ, điển hình là tổng thống Argentina tranh cử MAGA. Đúng một phần, nhưng mà cái chính là gì quý vị? Cái chính là ông Trump sẽ chấn chỉnh lại tất cả các cái trật tự trên toàn cầu. Và những trật tự này sẽ không để cho tư tưởng khuynh tả có thể thao túng được nữa. Từ 30 năm nay, tư tưởng khuynh tả nó thống trị trên toàn cầu, nó thao túng tất cả mọi thứ. 4 năm ông Trump đã phá vỡ một phần, thì bây giờ nó sợ rằng ông Trump sẽ phá toàn bộ cái khuynh hướng này. Cho nên bây giờ nó dốc toàn lực từ bên ngoài tới bên trong, nó cấu kết nhau để triệt hạ ông Trump. Thì quý vị thấy trong tuần lễ này liên tục nó đã đưa ra, thậm chí cái trường đại học Quinnipiac còn nói là Joe Biden gác ông Trump 6 điểm. Trong khi đài truyền hình Fox News cho thấy là ông Trump gác Joe Biden ở Georgia là 8 điểm, ngang hàng với Joe Biden là ở Wisconsin là 47/47. Nơi đây là nơi duy nhất mà tháng trước là Joe Biden gác ông Trump 2 điểm, tháng này là 47/47 bằng nhau. Còn ở Georgia bây giờ ông Trump gác tới 8 điểm. Trong khi đó Quinnipiac thì làm thăm dò trên toàn quốc. Tôi đã từng nói quý vị rồi, trên toàn quốc không có giá trị. Tại vì quyết định ghế tổng thống là 7 tiểu bang chiến lược. Nếu muốn thăm dò ở 7 tiểu bang này thôi, thì sẽ biết được kết quả. Còn nói là trên toàn quốc thì bullshit. Ví dụ, California, ông Trump chưa chắc thắng được. Texas, Joe Biden không có cửa thắng. Tiểu bang nào đỏ, tiểu bang nào xanh rõ ràng rồi. Chỉ còn lại 7 tiểu bang này quyết định thôi. 7 tiểu bang này gần 90 cử tri đoàn. Thì bây giờ mình chỉ thăm dò ở 7 tiểu bang này đủ rồi, không cần thăm dò toàn quốc gì cả. Tại vì đỏ là đỏ, xanh là xanh rồi, không có flip. Thì bây giờ coi vào vấn đề đó, 7 tiểu bang chiến lược, đó mới là cái cuộc thăm dò chính xác. Nhưng mà tụi nó tung những cái tin thăm dò trên toàn quốc, rồi thăm dò vào cái, và câu hỏi đó rất là vô duyên. Khi nó hỏi ông, những người ủng hộ ông Trump, ê, mày có bằng đại học không? Còn khi nó hỏi đến đám cử tri của Joe Biden, nó không hỏi chuyện này. Quý vị thấy vô duyên không? Những câu hỏi như vậy đó nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok, cũng là cánh tả sao tổng thống Mexico luôn ủng hộ ông Trump và anh Phong, bởi vì ổng là nạn nhân. Ổng bị là nạn nhân bị đánh cắp cuộc bầu cử năm 2012. Ổng là nạn nhân bị đánh cắp cuộc bầu cử, có sự gian lận bầu cử. Cho nên ổng có khuynh hướng. Và thứ hai, ông Trump thẳng thắn hơn. Trong vấn đề biên giới, ông tổng thống Mỹ đã đồng ý tất cả những cái điều kiện của ông Trump. Đã đồng ý tất cả những điều kiện của ông Trump. Do đó, ông làm việc với ông Trump rất thẳng thắn. Còn Joe Biden làm việc lắc léo. Do đó, ông tổng thống Mỹ bực mình. Ông đòi đó quý vị, cách đây một tuần lễ. Ông nói, ô, muốn thảo luận hả? Được. Trước hết, Mỹ phải cấp 10 triệu visa. Và chi ra 20 tỷ cho những quốc gia ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Với Joe Biden, ông đòi như vậy đó. Nhưng mà trước đây với ông Trump, ông có đòi như vậy không? Ông còn chấp nhận cái chính sách Remain in Mexico nữa. Tức là những di dân bất hợp pháp này sẽ phải ở lại trên mảnh đất Mexico chờ giấy tờ của họ được duyệt. Thì quý vị, mặc dù ông Obrado là cánh tả, nhưng mà ông thích những người thẳng thắn hơn. Ông không tính những kẻ lắc léo. Ông Trump là người thẳng thắn. Ông ngồi xuống, ông vạch ra hết điều luôn.
Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Ông Thủ tướng Hungary ủng hộ ông Trump thắng cử, không sợ cánh tả chụp mũ can thiệp bầu cử sao anh? Vậy thì Olaf Scholz cho tới mà em Emmanuel Macron cho tới Justin Trudeau cũng xen vào bầu cử vậy. Cũng xen vào bầu cử vậy. Vấn đề cái người thủ tướng ở bên ngoài có quyền lên tiếng. Họ là lãnh đạo của một quốc gia khác, họ có quyền. Còn vấn đề nghe hay không do dân chúng Hoa Kỳ thôi nha. Rồi. Ok. Khi nào diễn ra debate chú Phong, Tổng thống Mỹ cần chọn người cứng rắn thẳng thắn. Chưa biết được, debate sẽ sau tháng 6. Sau tháng 6, sau khi mà hai bên đã rõ ràng ai là người đại diện của đảng mình ra tranh cử, thì lúc đó mới bắt đầu tổ chức debate. Và năm nay tôi không biết là debate có thành công hay không. Tùy theo công ty truyền thông nào được giao. Theo tôi thấy, nếu giao cho Fox thì đám cánh tả không coi. Giao cho CNN hay là MSNBC hay là NBC thì cánh hữu không coi. Duy nhất có một cái đài mà tôi nghĩ rằng là cả tả lẫn hữu đều coi là C-SPAN. C-SPAN được xem là có một thái độ rất trung dung, không liên can gì hết. Họ cũng không cho viết những cái bài phê bình chửi bới ông Trump hay là Joe Biden, họ chỉ đưa tin. Thì C-SPAN tôi nghĩ rằng sẽ được chọn để tổ chức debate. Theo tôi nghĩ là như vậy thôi. Còn những cái đưa cho CNN thì nó chơi kiểu nó, đưa cho Fox chơi kiểu của họ. Do đó, tôi nghĩ năm nay là cái quyền mà chiếu hình cho các cuộc debate tổng thống là C-SPAN. Tôi nghĩ như vậy thôi nha. Rồi, cảm ơn Thanh Nguyễn đóng góp 19 đồng 99. Chúc mừng. Ok. Ok. Nếu ông Trump chính thức được đảng đề cử thì tất cả truy tố buộc phải khép lại không anh? Chưa chắc. Với chính quyền của Joe Biden giờ chưa chắc. Với những cái chính quyền khác thì họ xem đây là hành động bức hại chính trị, họ sẽ ngưng lại hết. Nhưng mà với chính quyền của Joe Biden, tôi không biết. Ngày hôm qua hôm kia là bà Fannie Willis bà tuyên bố bà sẽ không rút lui ra cuộc truy tố ông Trump, mà mặc dù bà vi phạm tiêu chuẩn đạo đức khi bà ta ngoại tình với một người đàn ông đang có vợ và ly thân. Thì quý vị, bà ta vi phạm tiêu chuẩn đạo đức và bà ta thuê ông này với mức lương rất cao. Tổng số tiền bà ta trả cho ông ta trên 600 ngàn Mỹ Kim rồi. Nhưng mà bà ta vẫn tuyên bố là bà ta không rút lui ra khỏi cái vụ án truy tố ông Trump. Do đó, chúng ta cũng không biết được là các cái án truy tố này sẽ kéo dài để đưa ra cái phán quyết hoặc là xử trước bầu cử hay không. Tới giờ này tôi cũng chưa biết. Nhưng mà đối với chính quyền Joe Biden thì nó đang thúc đẩy chuyện này đó. Tại vì nó tin rằng các cuộc thăm dò nói ông Trump bị kết tội thì người ta sẽ bỏ phiếu cho người khác. Trong khi đó, tôi đã từng nói với quý vị, ông Trump mà bị kết tội ở tù thì cái số lượng người ủng hộ ổng còn khủng khiếp hơn nữa. Còn khủng khiếp hơn nữa. Nhưng bây giờ tụi nó tin rằng ông Trump mà bị kết tội, nhiều người Cộng hòa, ôn hòa sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump. Thì bây giờ chúng ta chờ xem coi như thế nào nha. Tình hình nội bộ Trung Cộng căng thẳng kèm với ông Trump đắc cử, chế độ Trung Cộng tan rã nhanh hơn. Tôi chưa biết, nhưng mà Trung Quốc đã tung ra một cái chiến dịch bôi nhọ ông Trump rồi. Nó nói là ông Trump bỏ rơi Đài Loan. Nó nói là ông Trump sẽ thỏa hiệp với nó để mà bắt đầu kềm chế Á Châu. Tức là nó tung ra những cái tin tức được xem là bất lợi cho ông Trump, bởi vì nó sợ ông Trump trở lại chính trường. Đó, quý vị thấy ngày hôm nay cả ông Fumio Kishida cũng lên tiếng và kêu gọi ông Trump là đừng có cắt bỏ thỏa thuận với Trung Quốc. Và thậm chí là Kishida đã gửi một số viên chức cao cấp của đảng cầm quyền qua Mỹ để tiếp cận với ông Trump để tìm hiểu về chính sách của ông. Ông vẫn tránh, ông không cho biết. Rồi quý vị, nó dựa trên cái việc mà ông Trump tuyên bố là Đài Loan lấy cái công việc chip điện tử của Hoa Kỳ. Ông Trump nói như vậy để nó chụp mũ là ông Trump sẽ bỏ rơi Đài Loan. Trong khi đó, mấy năm nay không có ông Trump giàn trận thì Đài Loan đã tiêu rồi. Đài Loan đã tiêu rồi. Nếu không nhờ cái cục giàn trận của ông Trump ủng hộ cho Đài Loan, cung cấp vũ khí cho Đài Loan và ban hành luật lệ có lợi cho Đài Loan, mà bây giờ nó chụp mũ ngược lại, nó nói là ông Trump lên là ông Trump sẽ bỏ rơi Đài Loan đó. Quý vị,
Đây là cái cách của cái đám truyền thông Quân Tả, nó đang tác động những đối tác và đồng minh bên ngoài của Hoa Kỳ để nó vẽ lên một cái hình ảnh, một cái giả thuyết, một cái thuyết âm mưu. Trump mà thành tổng thống thì Mỹ sẽ bị cô lập, không chơi được với ai hết. Đây là cái thuyết âm mưu mà nó đang viết ra để mà nó gây ảnh hưởng người dân Hoa Kỳ. Do đó quý vị, bây giờ thì chúng ta đang chứng kiến được một cái trận chiến mới, nó dùng bên ngoài tác động vào bên trong nha. Còn tiếp tục cực tả, đảng Cộng Hòa sẽ nắm được hành pháp tư pháp ít nhất 50 năm không anh? 50 năm thì tôi không nghĩ như vậy. Tôi cũng không cần tới 50 năm, tại cái đó coi như là độc tài rồi. Tôi chỉ cần 2 năm đầu thôi. Tôi chỉ cần 2 tới 4 năm đầu thôi, đủ rồi. Nhưng mà với cái tiên đoán của tôi, hành động cực tả này nó sẽ đẩy người dân Hoa Kỳ duy trì đảng Cộng Hòa ở quốc hội lâu hơn. Thay vì 2 năm, có thể 4 năm, 6 năm, 8 năm. Nhưng mà không lâu hơn số đó. Là bởi vì họ không để cho một đảng thao túng cả hành pháp lẫn lập pháp. Nhưng cái khuynh hải ở hướng khuynh tả này đáng sợ, khiến cho dân Mỹ sợ, thì họ có thể chọn là giảm bớt đi. Giảm bớt cái khuynh hướng khuynh tả này bằng cách là trao quốc hội cho phía đảng cầm quyền lâu hơn chút xíu, để họ ngăn chặn tất cả những khuynh tả này. Rồi sau đó họ mới chọn lại đảng đối lập kiểm soát đảng cầm quyền. Nha. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.